Hey, hello mọi người ha. Đó, xe mình phía trước ha. Đây, mình sẽ đi vô bên trong đang ngồi nè. Nếu chiếc này các bạn có một lần nhìn thấy rồi, chiếc C280 nè. Chiếc C280 này đặc biệt là nó không có cái cửa gió sau nha. Nó khác với chiếc C280 của mình hồi trước. Không phải, nó không có cái quạt. Nó lộn, nó có cửa gió sau nhưng nó không có cái quạt sau. Đây, Đạt nè, Đạt chủ xe nè. Nó phía trước cũng có quay chung với chiếc K46 nè. Thì hôm nay Đạt làm cái gì với mình? Thì tụi mình đang tiến hành tháo ra để thay toàn bộ cái đầu này bằng cái đầu Android và đi luôn cả cam hành trình phía trước và cam lùi phía sau luôn. 4G GPRS này nọ. Rồi, để tháo được cái đầu Android này, cái đầu cũ ra thì tụi mình đã tiến hành làm nãy giờ rồi. Thì mình sẽ tường thuật lại trên cái clip cho các bạn nhìn thấy ha. Đầu tiên các bạn sẽ phải mở cái miếng che cần số ra, cái miếng che cần số là cái này nè. Được rồi. Dạ. Đó, cái miếng che cần số mình lấy ra, các bạn sẽ lấy hai tay bật cái này lên. Sau đó các bạn vặn cái núm ở phía dưới của cái cần số theo chiều kim đồng hồ, tức là các bạn đưa tay phải vô các bạn vặn như vậy, kim đồng hồ thì sẽ giật ra được. Liên nguyên cụm ra, lấy nguyên này ra, tháo cái dắt điện này ra rồi quăng ra phía sau khỏi vướng víu. Tiếp theo, các bạn sẽ làm tới cái khay gạt đằng thuốc. Khay gạt đằng thuốc này nó được giữ ở phía dưới bằng hai cái ngầm nhựa, ngầm bên này và ngầm bên kia. Ngầm ẩn nha, nó nằm phía sau. Thì để tháo được thì các bạn sẽ lấy tay giật mạnh một cái thì nó sẽ bật ra thôi, nó không có ốc vít gì cả. Thì các bạn ra tiếp được cái này, nhưng mà tại vì phía sau nó có những cái dây điện á, dây điện nối để đấu dây này nọ nè, nên tụi mình sẽ không kéo ra xa mà mình sẽ để bên này thôi, nghiêng bên này nha. Đạt sẽ ngồi kế bên giữ giùm mình và hỗ trợ mình. Tiếp theo, các bạn sẽ tháo hai con ốc T20 ở vị trí này. Đây, một con ở đây và một con ở vị trí này, các bạn phải nằm xuống phía dưới để lòn vô. Thì sau khi tháo hai ốc ra, các bạn sẽ lấy được cái cụm này ra, cụm khiển AC nha. Cụm khiển AC khi các bạn giật ra như thế này, phía sau nó có những cái dắt điện nào cầm đi đặt hoặc là để lên phía trên nó cho rộng rãi. Thì các bạn có một cái dắt điện này và một dắt điện này. Dắt này thì các bạn rút một cái là ra. Còn dắt này các bạn sẽ phải bật cái ngàm. Bình thường nó sẽ nằm như vậy nè. Bình thường nó sẽ nằm như vậy nè. Để khóa thì các bạn bấm một cái nút nhỏ ở chỗ này, bấm một cái lẫy nhỏ ở đây. Bấm, các bạn trượt nó về phía này là tự động cái dắt điện này sẽ bung ra nha. Các bạn sẽ lấy được khu vực này. Song song với cái đó, sau khi các bạn làm cái này, các bạn sẽ làm tiếp với cửa gió phía trên. Cửa gió phía trên nó tại thực ra cái này là của Đạt là cũng đã từng tháo ra rồi, nên nó có một cái, nó phân bổ bằng một cái miếng viền bên ngoài và một cái cụm cửa gió ở bên trong là cái này. Các bạn có thể mạnh tay giật cái che này ra trước, sau đó các bạn sẽ tiến hành tháo một con ốc T20 ở đây bằng cách là trên cái cửa gió các bạn sẽ phải mở cái hướng cái cửa gió lên phía trên hết luôn. Đấy, hướng lên phía trên hết thì các bạn sẽ nhìn phía dưới cái vị trí này, các bạn sẽ thấy được con ốc T20 nằm vị trí này. Rút ra thì nó sẽ nằm yên trên trển thôi. Sau đó cái dàn phía trên của cái này là cái dàn ở đây nè các bạn, cái ngàm này không, nó không có ốc. Các bạn sẽ dùng một cái lẫy như thế này dẹp, các bạn lòn vô bật từ từ đi mang theo thì các bạn sẽ rút ra được để lên phía trên. Đúng ra thì tụi mình sẽ rút cái dắt điện nhưng mà thôi tụi mình làm biến á để lên vậy nó không ảnh hưởng. Rồi các bạn, 1-2 con T20 đúng không, 3-4 con T20. Rồi tiếp tục để tháo tiếp cái này ra, các bạn sẽ phải tiếp tục tháo con T20 nữa. Và cái này mình sẽ làm, Đạt cầm đi Đạt. Đó, đang quay 0.5 rồi nên cũng dễ thôi. Đó, các bạn lưu ý là khi mà rút những cái này ra nên quăng ở đâu đó, ví dụ quăng vô cái hộc gác tay hoặc quăng vô cái hộp nào đó, quăng vô chỗ gạt đằng thuốc nha. Một con trên này là của cái cụm này nha. Tiếp tục, hình như cái này ra được luôn nè. Cái cụm này là ra được luôn nè. Để mình xem thử coi. Đó, các bạn rút. Tí đi, một con T20 là một con T20, một con T20 tiếp ở đây có tổng cộng 4 con. Con này có vẻ dài hơn. Ấy, rất dữ. Đi làm lại cho. Rồi. Tiếp tục nè. Một con T20 nữa. Rồi. Thì cái cụm audio này sẽ bắt đầu có thể ra được. Các bạn sẽ lòn tay phía sau các bạn đẩy ra. Có vẻ nó còn vướng cái gì đó mà hình như là do cái này nè. Rồi tắt đi Đạt ơi, tắt đi. Các bạn, mình chuyển qua cái góc bên mình nha. Hồi nãy thì mình tháo là được cái bên này, nhưng mà cái bên này nó không ra là tại vì nó có một cái ngầm ẩn ở phía sau nè các bạn. Thấy ngầm ẩn không? Thì đó các bạn giật mạnh một cái lại ra thôi. Mình đã rút dây và mình để ra phía sau rồi ha. Thì bây giờ việc tiếp theo của Đạt nè. Cầm. Bắn hai con này ra cho anh. Tức là cái cụm radio này các bạn sẽ có một con T20 dưới, T20 bên này, T20 trên và T20 trên, 4 con. Bình tĩnh bạn, cứ nhẹ nhàng thôi, bấm. Ừ. Còn không bạn quay cho mình đi rồi. Chưa quen. Đó, ra tiếp nè. Tức là để tháo cụm radio này ra các bạn, của trên dòng W203 thì các bạn sẽ phải làm khá là nhiều bước nha.
Rồi, nhân tiện trước khi mình tháo cái cụm radio ra thì các bạn sẽ thấy nè, những cái thiết kế của dòng mạc á, có những miếng xốp để cách âm cách nhiệt á, nè ngay cả dưới này luôn nè, cái xốp của nó vẫn còn rất là ok nè. Đấy, bao nhiêu năm trời giữ kỹ thì tốt thôi chứ có gì đâu, của bền tại người. Rồi, trước khi mình rút cái này ra, mình sẽ đẩy về B. Rồi, mình sẽ tắt phần chìa khóa chính thức kìa. Ok, để cho cái đầu không còn hoạt động nữa. Và mình lòn tay phía dưới. Các bạn cố gắng đừng có để đẩy mấy cái sợi dây đi sâu vô nha, lúc kiếm khó đó. Mà lòn tay ra phía vô, lẫy cái là nó sẽ bật ra. Đấy. Rồi. Ok, thấy đầu này là thấy dễ chịu rồi đó. Tôi thấy có giác cắm mà bằng tay nó không có nhắn lại cho mày nè. À, chờ mình ra đây quay nè. Nguyên toàn bộ cái dàn giác cắm phía sau nè, radio này nọ nè, dàn này nè. Thì bây giờ tụi mình sẽ tiến hành tháo cái này ra. Mình không hiểu tại sao lại có cái giác này nằm ngoài, hơi lạ. Nhưng mà tính đến bây giờ cái hoạt động bình thường đúng không? Bình thường. Ừ, cái đầu này nó có kết nối Bluetooth nha. Kết nối Bluetooth nhưng mà bây giờ không có nữa. Ừ, đúng rồi. Không có, hệ nó không quan trọng. Đó, các bạn bật cái này ra thì bạn sẽ rút nguyên cụm tổng này ra để một góc. Các bạn rút tiếp những cái này ra. Đây là cái giác, nói chung là giác âm thanh tín hiệu radio gì đó. Rồi, và sẽ lấy ra được cái đầu. Ok. Đó, tạm thời mình sẽ để cái đầu này ra bên ngoài. Mình sẽ tắt máy và mình đem cái đầu Android qua và mình tiến hành gắn test nha. Tắt đi. Đây bạn, thì sau khi là tụi mình lắp đặt xong á thì thật ra là cũng chưa xong đâu. Tụi mình chỉ mới nè, đi cái cam trước nè, đi cổng USB, cổng GPS nè, các bạn để ý nè. Đó, GPS Wi-Fi là vô hết. Thì bị tụi mình bị thiếu một thứ, các bạn để ý nè. Cái hai cái cọng dây màu cam này là hai cọng dây cáp quang. Tức là cái con C280 này nó nhận âm thanh bằng cáp quang, nhưng cái đầu Android này thì lại truyền tín hiệu ra bằng tín hiệu kỹ thuật số, nên nó bị conflict và tụi mình phải xách đích đi mua thêm một cái đầu adapter nữa. Nhưng tổng quan là cái đầu Android này nó lên nha các bạn. Một lát nữa phần cuối clip mình sẽ gắn đầy đủ mọi thứ mà mình cho các bạn thấy. Tuy nhiên bây giờ tụi mình sẽ tạm dừng ở đây để đi qua cái một chỗ người quen để lấy một cái adapter chuyển từ cái sóng tín hiệu kỹ thuật số ra cáp quang để nghe được âm thanh nha. Còn mọi thứ là nó vẫn nằm như vậy thôi. Lát nữa gắn xong hết thì mình sẽ đưa lại. Đó, thì sẵn nè, đây, ông anh đen. Má, anh mua con này bao nhiêu? Đây, bạn nè, đó, anh mới lấy con này, lấy được mấy bữa anh đen? 6 tháng 9, 6 tháng 9 bữa nay là ngày, 11 tháng 9, 5 ngày mẹ rồi. 5 ngày. Rồi, anh sao, thấy ổn không? Tại vì á, anh đen này nè, là trong group của tụi mình á, là anh có một con Camry đời mấy anh? 85, hả, anh tự chơi hết luôn. Để mình để trong cái màn hình này là cái hình cái camera bữa trước anh đang anh có gửi tụi mình. Thì từ lúc lấy về là anh chăm cái gì rồi? Tự chăm hết mà phải không? Chăm, tự thay nhớ hộp số. Nhớ thay nhớ hộp số nè. Lọc nhớ hộp số. Lọc nhớ hộp số, tại vì máy này mình đi từng bước ha. Tự thay thì cái máy này là máy hộp số 5 cấp nên tự thay cũng khá là dễ. Xả dưới và chăm trên. Rồi, tiếp nè. Mình nhớ là anh có cái lọc gió nè. Lọc gió máy nè. Rồi. Bỏ qua khỏi cần mất công. Gì nữa? Nhấc máy đúng không? Nhấc máy. Thì mình chia sẻ với các bạn nha. Thì khi mà anh đang ảnh tháo bốn cái bugi ra thì bên dưới này nè, nó có cái động nước. Thì cái nước đó là nước gì? Nước do chủ cũ họ dạng như họ rửa máy làm gì đó biết rồi. Vô bên trong cái ron chưa mưa. Thì thì đây là cái máy bốn máy, toàn bộ bốn bugi nó dựng đứng. Thì ở bên dưới của nó thì khi mà anh đang tháo cái mô pin ra thì bên dưới nó có động nước. Đó, thì cứ bình tĩnh mà chơi thôi ha, đúng không? Rồi. Đúng rồi, tâm dễ tắt hơi tướng. Rồi, con này là bản C200 các bạn nhìn nha. Con này là bản C200, bản base, bản pre-Philip, bộ mâm đời pre-Philip nè. Thì cái bộ đèn này, cả đèn cốt và đèn pha đều là halogen. Thì hiện tại thay cái nào rồi? Anh đang thay cái nào rồi? Thay một cái bi LED và cái bi bên kia lên halogen. Đề máy với mình luôn, test liền. Bây giờ đang là 11:45 trưa. Và bên phụ là thay LED rồi đúng không? Đây mình đi. Đặc biệt của dòng này là phải đề máy mới lên đèn được nha các bạn. Đề máy mới lên đèn được. Chưa bật, phải bật đèn chứ. Bật qua bên cạnh luôn. Bật cái đúng, bật qua nữa luôn, qua nữa. Đúng rồi. Ủa hai con LED rồi. Tức là hai cái cốt nè, cái này cốt nè và cái này cốt là bóng LED rồi. Chỉ còn hai cái bóng này nè là còn là halogen thôi, thì cũng sẽ giống như xe của Thiên lúc trước mình có quay cho các bạn một lần cái đoạn mà mình nối cái dây đèn pha bên này nè, đó cũng sẽ thay LED luôn. Rồi ok, tắt đi, thấy không? 11 giờ trưa thay LED vô, ai đời thời này còn xài halogen nữa. Sắp tới thay luôn cái này đi, thay đèn mí nè.
hai con LED T10 nữa. Ờ, có một cái ở đây, Đen ơi, để ý cái này nè, mình thấy cái này nè. Về rảnh xiết lại. Rảnh xiết lại. Đó thì cái này hôm bữa mình tháo ra để mình vệ sinh cái gì? Compressor. Compressor. Không sao, cái này dễ mà. Đó. Ừ, chơi với nhau xong tự nhiên ông này thấy, ông kia thấy thì chỉ nhau thôi chứ đừng có lợi đồ mà nói xe má quỳ ơi, xe tôi mua 300 mấy má này rồi thôi nha, không có đâu nha. Rồi đi tiếp nè. Coi thử coi. Có một cái chia sẻ các bạn nữa nha. Chiếc này được thay gương. Chiếc này nguyên bản của nó không phải là gương này nha các bạn. Gương này đã được thay bộ gương lưỡi rắn nè. Rồi. Nội thất cũng là cơ bản thôi, bản base mà. Nó sẽ đáp ứng nhu cầu của các bạn. Tại vì có một cái xe di chuyển này nọ. Chờ tí nha Đạt, anh qua liền. Đó. Thì lần đầu tiên về là anh đang bị một cái vấn đề là nhắn tin cho mình hỏi liền luôn. Một người chưa biết gì về xe Đức. Tức là cái con bản này nè, bản pre-Philip này nè, nó còn cái mức số 0. Tức là chuyển về 0 là tắt. Mà anh đang lại quên mất là gạt qua bên này. Đúng rồi. Đó, thì khi gạt qua đây thì nó sẽ là cái gì? Một tính năng rất là hay của những dòng xe Đức. Đó là nó sẽ sáng đèn parking light lên. Các bạn để ý những nè, đèn bên này đang sáng nè, đèn này không có sáng nè. Những chiếc VinFast nó cũng có tính năng đó nha. Đó. Đèn nó sáng nè, các bạn sẽ hơi khó nhìn. Để coi đi ra đèn đích coi. Có khi đèn đích dễ thấy hơn. Nè, đèn đích nè, đang thấy nè. Sáng nè. Bên này không có nè. Đó. Thì người lần đầu tiên làm quen xe Đức sẽ hay không biết cái đó thôi, chứ không có gì cả các bạn nha. Rồi các bạn chỉnh về con chỉnh về số 0 là hết nha. Nó có hai nấc. Không để ý là các bạn sẽ bị lệch. Đây, những cái này từ từ chăm ha. Những cái này đó từ 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 mà chơi. Thì đâu. Đặt lên cái mấy trang mạng điện tử này. Đúng rồi, trang mạng điện tử. Đây đúng rồi. Rồi, những con này chưa bị tróc sơn nè, con này chưa bị tróc sơn nè. Rồi, tổng quan là mình thấy ổn. Nói chung là anh đang là tự mua nè. Nếu có cơ hội thì góp ý là anh kiếm cái chụp mâm mà lại đơn sắc á, chứ đừng có là xài cái loại người ta hay kêu là chụp mâm lá lúa. Nó hay kêu là logo lá lúa thì cái này nó hơi bị lúa thiệt. Kiếm cái bản mà giống trong cái cốp mình có, lần nữa mình sẽ demo cho anh. Thì với con này tụi mình sẽ không làm cái gì nhiều cả, mà mình sẽ chỉ anh Đen làm những thứ này nè. Nếu các bạn còn nhớ. Đúng rồi. Mình sẽ đưa cái tắc kê cho Đen. Cái này sẽ bật ra luôn, khoan lỗ, siết lại. Ngoài ra những cái vị trí này cũng có thể siết luôn. Cho nó chắc cú nha. Và tương tự đó, sẵn tiện chơi giao lưu mình tặng anh Đen cái biển số, kéo xuống tí đây. Nếu mà anh có rảnh, anh thay cái biển số dài. Gắn cái này lên. Đó là xong chuyện ngay. Rồi. Ồ. Đó, đóng thử rồi. Đấy, đây là một minh chứng chủ xe phần này nè, đóng đi nghe nè. Ồ, mà thấy vô duyên không? Bụp 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 bụp. Rồi, ok. Về các bạn đã thấy chiếc W204 à. Đạt hồi nãy giờ nè. Rồi, ok bạn. Chiếc W203 này tụi mình sẽ đi làm tiếp về cái đầu Android sau khi tụi mình làm những cái gì tương tự. Tụi mình sẽ tháo cái này ra để bắn tắc kê lại, sẵn tiện nếu có cơ hội sẽ hàng cái này lại cho Đạt luôn nha. Những cái này thì không biết là làm kịp không? Sao đã? Nhắm làm kịp không bạn? Những cái rìa này nè. Không cần. Không cần hả? Con kia thì chắc cần hơn, con 204 sẽ cần hơn. Cái này nè. Nhớ không? Cái mang số nước nè. Nếu rảnh thì làm, không thì thôi. Ok, mình sẽ dừng ở đây. Ủa, cái chỗ mà bên quận 3 là của đó nè. Rồi, hello, mày nói tới quận 3 hả? Chuyện nói tính sao đi ba? Từ từ ha. Rồi, tụi mình là, như bạn thấy, tụi mình đã thay đổi về cái khung cảnh đó, là thực ra là mình phải ghé qua chỗ người bạn của mình. Tại vì á, cái đầu này nè, cái con C280 này nó sử dụng âm thanh của cáp quang. Thì nãy giờ Đạt á ngồi với tụi mình thì cũng đã có kinh nghiệm thêm, nó sử dụng cái đầu cáp quang âm thanh, nên bọn mình phải đi qua bên chỗ người bạn của mình để mua một cái phát sinh thêm chi phí là một cái cổng chuyển đổi từ âm thanh kỹ thuật số sang âm thanh quang, thì mọi thứ ok. Bây giờ mở điện thoại của mình đi, mình sẽ test luôn cho các bạn một số thứ của đầu Android này trước khi tụi mình gắn lại hết. Thì sau khi gắn lại, tạm thời gắn giá cái này á, thì mình đã bắt lại bốn con ốc này nè, đã vô rất là cứng và rất liền lạc nha. À, nguyên cái cụm này là thay mới luôn nè các bạn, cho anh nhìn nè. Đây là cái miếng cũ nè, là cái miếng mới nè. Đó, ông nào mà gãy cái này có thể mua lại của Đạt nha. Rồi, Đạt mở Bluetooth đi. Rồi. Mở Bluetooth đi, mình sẽ test luôn ha. Về home nè, Bluetooth nè, setting nè, bỏ cái của mình đi. Ok, search đi, search thấy top way hay cái gì đó, vô Bluetooth search top way đi bạn. Vô Bluetooth rồi, để mình search nha. Có gì nhờ. Nè, top way nè. Thấy top way không? Rồi. Bấm. Đó, kết nối ghép đôi nè, bè nè. Đã kết nối nè. Chờ tí coi nó vô như thế nào.
vậy là kêu xong. Về lại đây coi. Inno là đúng rồi nè. Mày thường nghe nhạc ở đâu? YouTube. YouTube hả? YouTube đâu? Rồi search nè. Đó rồi, ok. YouTube. Kích cho đây. Rồi. Đó, các bạn nghe không? Đó, đang nghe nè. Volume trên dưới đi, volume trên dưới đi. Đó, các bạn thấy không? Rồi, hạ xuống. Ok rồi. Đó. Rồi về phần Bluetooth ha, xong tạm thời vậy đi. Rồi mình sẽ setting một thứ nữa, đó là con này nó có cái camera USB thì mình sẽ phải vô đây nè các bạn. Khi gắn cái cọc camera USB vô bên trong nó có một cái dung lượng nhớ nhỏ nhỏ thì các bạn vô cái phần File Explorer các bạn sẽ thấy USB kit nè. Hồi nãy không có, nhớ không? Anh chưa cắm thì bây giờ mình sẽ cài cái bộ DVR APK nè. Đó, install. Trong một số trường hợp các bạn install xong á các bạn phải có wifi nha, thì hiện tại tụi mình đang vô cái wifi của anh bạn chỗ mình á thì rất là ok. Đó, nó đang install. Thì một lát nữa tụi mình sẽ gắn lại những gì. Thì thật ra bắt đầu gắn được rồi đó Đạt. Cái này xuống nè. Rồi, gắn này trước đi. Gắn này vô trước nè. Cái nào vô trước được thì vô đi, tự gắn thử. Rồi trong lúc mà mình đó mình sẽ bấm open trong lúc mà để cho Đạt làm. Allow nè. Request granted. Đi như một cái máy Android bình thường. Cẩn thận phải ở phía dưới chìm vô trước. Nó có record nè. Xuất hiện gì đây? Please check whether USB or to lose recheck the TF card suitable for retry to remove the record. Rồi hình như là cần phải format lại cái thẻ nhớ nè. Format nè. Determine nè. Format the sheet nè. Đó, vô rồi nè. Ok chưa? Yeah. Cái camera hiện tại nó đang chỉ xuống nên các bạn thấy nè. Thấy cái tay mình không? Đó mọi người đang nhìn đây nè. Sao ấy nhỉ? Playback setup. Lên bên đây. Thôi nói chung là setup xong rồi đó, thì mình chỉ cần vô AV DVA coi thử coi nó vô chưa thôi. Đó, gắn lại chưa? Ồ, gắn lại rồi nè, ngon lành. Chưa vô bạn. Nè, phải vô nè, về đè xuống cái nó mới vô. Đó, khớp rồi đó. Thấy chưa? Ok, tạm thời cái này từ check sau đi, cái này camera dễ lắm. Tiếp theo đi, chờ ra phía sau lấy cái cần số. Các bạn thấy không, camera lùi nè, khi gạt cái R nó sẽ bật camera lùi. Nhưng mà hiện tại là tụi mình chưa có gắn. Đây là cái dây ha, thì mình cũng sẽ test tại chỗ luôn. Ngồi, coi chừng ngồi lên điện thoại kìa. Nhưng mà trước khi gắn cái này đi, Đạt, bung giùm anh cái camera đang cái. Mở này ra. Rồi, lấy camera ra. Ghim thử vô cái đầu AV này giùm anh. Không, AV màu vàng. Chưa được, vậy là không được rồi. Cái này nó phải được cấp nguồn một cái nguồn điện dương vô cái điện dương nữa, tức là cái dây này nè. Cái dây này nè. Khi mà mày cắm cái này nè. Đó, mình sẽ cấp điện dương cho nó vô nữa. Thì cái điện dương đó sẽ lấy được nối thẳng xuống cái đèn lùi. Nó hơi rắc rối mà lần sau anh sẽ làm với mày, nhưng mà trước mắt là dây nè. Là ok nè. Gà kia N. Đó, hiểu không? Xong, rút ra đi. Cất lại mọi thứ như cũ, cất qua đây. Rồi. Đó, các bạn sẽ thấy là gắn lên khá là đẹp đó chứ. Liền lạc đi luôn nè, màu đen nguyên con luôn. Nè, bỏ lại đây đi. Kệ nó, bỏ vô hộp mà không cần xí cái đó lại đâu. Rồi, lấy cái cần số. Đưa cầm quay mà. Các bạn sẽ phải kim lại một cái dắt điện ở phía dưới này, nó hơi ẩn nha. Mà ngồi bên này các bạn mới có thể nhìn thấy. Nè, dắt điện này nè. Sau đó các bạn chồng cái này vô lại, dặn ngược chiều kim đồng hồ bằng tay phải. Các bạn trượt qua đây, trượt xuống để lên tí. Xong. Rồi. Ok chưa? Tổng quan là vậy nè. Má lên màu đen đẹp ha. Rồi thôi, clip kết thúc vậy nha các bạn. Má làm cũng hơi cực bữa nay đó nha. Tốn thêm chi phí của một cái cục chuyển đổi cáp quang với lại một cái cọng dây mới ha. Rồi.